Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Kỷ Nguyên Rồng Đấu Trường Thiên Không. Với tựa game này là tựa game nhập vai MMO RPG với đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt. Với mặc dù là sở hữu đồ họa là vậy, nhưng mà nó chơi hành động và chặt chém vô cùng đã tay và xứng đáng. Cũng là một bom tấn nhập vai không nên bỏ qua vào đầu năm 2022. Thì dù tựa game này đã nhá nhãn hàng từ khá là lâu, tức là từ năm 2021 rồi các bạn, nhưng mà mãi đến tận một năm, tức là năm 2022, tức là năm nay, thì bom tấn MMO RPG Kỷ Nguyên Rồng Đấu Trường Thiên Không mới chính thức đến tay các bạn Việt vào sáng ngày 15 tháng 2 năm 2022. Thì đây được xem là một trong những tinh hoa của các tiền bối như Lini hay là Iosus hay là các cái tựa game khác như là Aeon. Thì sản phẩm mới của nhà phát hành Thượng Hàng đã đưa các bạn đến một bối cảnh fantasy phương Tây vô cùng hoành tráng. Thì tại đây các bạn sẽ được tham gia vào cuộc chiến giữa hai lực ánh sáng và bóng tối, bên cạnh những trận PK trên không đầy kịch tính và hiếm thấy ở các tựa game trước đây. Thì vậy liệu Kỷ Nguyên Rồng Đấu Trường không có xứng đáng với một năm chờ đợi của cộng đồng hay không? Hãy cùng mình trải nghiệm nhé. Thì đầu tiên khi các bạn đập vào mắt các bạn là đồ họa đẹp mắt và chữ bút phấn. Thì đây là một tựa game được xây dựng trên nền tảng Unreal Engine 4. Thì Unreal Engine 4 là một cái phần mềm Engine làm game khá là phổ biến. Thì ngoài ra còn có một số phần mềm làm game nổi tiếng khác như là Unity hay là Godot. Thì tất nhiên thì Kỷ Nguyên Rồng Đấu Trường hay không sở hữu nền đồ họa full 3D khá là đẹp và bắt mắt. Thì điều mà bạn có thể dễ dàng cảm nhận ngay khi các bạn đăng nhập vào game. Trong game thì từng nhân vật, quái vật hay là từng loại vũ khí được hoạt dụng, từ mô hình chiến đấu, vật liệu từ quang cảnh đến cái sắc thái đều tỏ ra cực kỳ tinh xảo và sống động. Có thể thấy chất lượng hình ảnh của trò chơi không hề thua kém bất kỳ sản phẩm đến từ thị trường Trung Quốc hay Hàn Quốc nào cả. Thì điều đặc biệt là chuyển động của cả nhân vật lẫn quái vật khá là linh hoạt và mượt. Không chỉ có vậy thì những con quái vật khổng lồ cũng có thể khiến bạn thực sự ngạc nhiên. Hệ thống thời tiết cũng rất là chân thật khi mà lúc mưa, lúc nắng, lúc tuyết rơi đem lại cảm giác cực kỳ sống động. Thì game chuyên chúc kể cả những chi tiết nhỏ như là quần áo trên thân bị ướt cũng sụp khi mà trời mưa, hay là mang dù khi trời mưa còn bị sét đánh. Thứ mà rất là nhiều tựa game khác đều bỏ qua. Thứ hai phải kể đến của tựa game này đó chính là lối chơi chặt chém vô cùng đã tay và không chiến. Thì đây cũng chính là điểm nhấn. Thì dần chuẩn giữ là lối chơi nhập qua cài cuốc truyền thống. Thì xong thì tựa game Kỷ Nguyên Rồng Đấu Trường không cũng đã mang nhiều yếu tố đến thế giới mở cho các bạn khám phá cả trên không và lẫn mặt đất, cho bạn game thủ tự do khám phá mọi ngóc ngách. Ở đây bạn sẽ không bị bó buộc vào những bản đồ chật hẹp hay là những bãi quái san sát nhau nữa. Thì game sẽ có sẵn 4 lát sở hữu sức mạnh đặc biệt riêng để cho các bạn lựa chọn. Thì mỗi lát sẽ có 3 kỹ năng cơ bản để tấn công, phòng thủ và hồi phục, và những đòn thế combo của các nhân vật được thi triển sẽ tùy vào cách sắp xếp của các bạn người chơi. Dù game vẫn có hỗ trợ auto nhưng mà cơ chế chiến đấu linh hoạt và đá tay sẽ khiến cho các bạn game thủ muốn tự mình chiến đấu nhiều hơn. Các bạn có thể xoay camera 360 độ hoặc là phóng to, thu nhỏ góc nhìn để cảm nhận trọn vẹn tất cả những giá trị hình ảnh ở trong game. Chưa hết thì sản phẩm của nhà phát hành Phượng Hàng cho phép các bạn người chơi chiến đấu với những con boss khổng lồ, máu trâu hay là hường hóa, những sinh vật mà chỉ có trong truyền thuyết như là rồng, kỳ lân, ngựa có cánh, vân vân. Thì để phục vụ cho việc di chuyển trên bầu trời bất cứ khi nào bạn muốn. Các bạn thấy thì Kỷ Nguyên Rồng Đấu Trường Thiên Không đã học hỏi khá là nhiều thứ từ đàn anh của mình là Icarus Online. Khi cả hai đều lấy nội dung về loài rồng là với điểm nhấn là những trận không chiến, thì đã hường hóa cho mình một hút cởi ưng ý. Các bạn giao hữu sẽ kết hợp với những người bạn đồng hành để tiến tới những đích xa hơn. Thì từ tham gia vào các hoạt động PVL cũng như là PVP khá là kịch tính và không khoan nhượng từ trên trời xuống dưới đất, hay là đối mặt với những con boss khổng lồ có sức mạnh lưu thông bằng những đòn combo tấn công như vũ bão, thì đây cũng là một trải nghiệm liền mạch và có chiều sâu. Thì đi theo hướng của nhiều game nhập vai hiện nay trên mua thì việc tăng cấp độ trong game diễn ra rất là nhanh chóng và dễ dàng. Thế nhưng mà kho tính năng mạnh hóa phong phú của game sẽ khiến cho bạn game thủ không bao giờ bị ngộ nhận rằng cấp độ càng cao thì sẽ tỷ lệ hận với khả năng chiến đấu cả. Theo đó thì phải đầu tư thật là công phu vào nhân vật của mình, từ kỹ năng cho tới trang bị để đạt được cảnh giới hoàn hảo nhất có thể. Thì bên cạnh đó thì thế giới ở trong tựa game này cũng khá sức là rộng lớn, thì được gói gọn trong một bản đồ có kích cỡ vô cùng khổng lồ và các bạn có thể tự do khám phá từng ngóc ngách. Tuy nhiên thì bạn sẽ không bao giờ bị lạc lối vì được dẫn dắt là có lối chơi phần cốt truyện khá là hấp dẫn. Thì phần cốt truyện của game vẫn được chia nhỏ thành những miếng vừa ăn và là một trải nghiệm liền mạch mà các bạn nên dành thời gian để thưởng thức thay vì cố gắng rớt thật nhanh như các tựa game nhập vai kiểu mì ăn liền hiện nay. Thì các bạn game thủ có thể tự do tham gia các nhiệm vụ cốt truyện, chiến đấu trên các khu bản hay là tham chiến vào các hoạt động PvP như là pháo đài chiến hay là ban hội nhân dân. Thì từng tính năng của tựa Kỷ Nguyên Rồng thì Đấu Trường Thiên Không cũng rất là thân thuộc đối với các bạn game thủ, như là nâng cấp nhân vật, rèn luyện, khám nạm nhân vật, trang bị, tạo nên một hệ thống sinh thái thú vị ở trong game. Cuối cùng thì Kỷ Nguyên Rồng Đấu Trường Thiên Không không
chỉ là một trong những tựa game hấp dẫn mà còn là một trong số tựa game hiếm hoi về đề tài fantasy, sở hữu đồ họa hàng khủng, từng được phát hành tại Việt Nam, thì lối chơi nhập vai vô cùng quen thuộc và dễ dàng làm quen. Chắc chắn nhiều các bạn game thủ sẽ được những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia vào thế giới đầy sống động này. Tuy nhiên thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cấu hình khá ổn để có thể tận hưởng trò chơi với thiết lập đồ họa tối đa để cảm nhận hết sự hấp dẫn của game trung lớn này nhé. Nhìn chung thì tựa game này cũng có khá là nhiều ưu điểm. Đầu tiên phải kể đến đó chính là đồ họa cực đẹp được chăm chút trong từng chi tiết nhỏ, lối chơi nhập vai truyền thống kết hợp với thế giới mở, cốt truyện lôi cuốn và có chiều sâu, cơ chế không chiến độc đáo và hấp dẫn, đa dạng hoạt động BL và BB. Nhưng mà song song đó thì tựa game này vẫn có một số khuyết điểm như là cần thiết bị tầm trung trở lên để trải nghiệm trọn vẹn, game giao diện thiếu đẹp mắt và hơi gói, thì đó toàn là những khuyết điểm, khá là ít khuyết điểm. Thì hy vọng thì nhà phát hành sẽ sớm khắc phục những khuyết điểm đó để cho tựa game này có thể hoàn hảo hơn. Thì đây là một cái cảnh chiến đấu trong game, các bạn thấy thì khá là đẹp mắt. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất để cho các bạn nhập gift code và các bạn có thể mạnh hóa nhân vật và chơi dễ dàng hơn, và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn nhấn vào phúc lợi, nhấn vào quà tặng đổi và tiến hành nhập gift code. Thì giờ cái gift code thứ nhất như sau: TT59NNQLC6B. Đây nha các bạn, TT59NNQLC6B. Các bạn lưu ý là gift code này nó phân biệt chữ sau ghi các bạn QLI nha các bạn, TT59NNQLC6B. QLC6B. Đây là cái gift code. Các bạn lưu ý là chữ QLC bạn viết qua, còn lại bạn viết thường thôi, các bạn không nhập được. Thì đây là một cái gift code phân biệt chữ hai thường. Thì cũng là có thứ nhất, thì đó nhấn vào OK để đổi quà. Và nhấn vào đổi. Đổi đây nha các bạn. Thì nó để đổi thành công là các bạn đã nhận được quà. Thì để nhận quà các bạn trả về hành chính, phải bạn vào cái mục là hòm thư. Đây thư nó hiện đỏ, chấm đỏ đây ở giữa màn hình, đó nhấn vào. Thì cái code thứ nhất này sẽ nhận được các ngoài sau. Thứ nhất đó là đá tăng. Đây là đạo cụ tiêu hao dùng để tăng trang bị, số lượng là 10. Thứ hai là phiếu lưu thông 50.000 vàng, dùng để nhận được 50.000 vàng. Đó là quà, các phần quà có thứ nhất. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với code thứ hai, các bạn cũng vào phúc lợi và quà tặng đổi. Cái code thứ hai như sau: TT252IWA8Q. Đây nha các bạn, TT252IWA8Q. Thì đây là các gift code, mã gift code thứ hai. Đó nhấn vào OK và nhấn vào đổi cho nhân quà. Đây để nhân quà thì bạn cũng trở về game và bạn vào hòm thư để nhân quà. Gift code thứ hai này sẽ nhận được các phần quà như sau. Thứ nhất đó là 100 phiếu đổi kim cương tím. Đây là nhận được 100 kim cương tím. Thứ hai là phiếu lưu thông 50.000 vàng, dùng để nhận 50.000 vàng. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ ba. Thì cái gift code thứ ba như sau: TT3L. Chữ L viết qua nha các bạn. 3SQ931M. Thì đây là code thứ ba. Nếu có là TT3L viết qua 3SQ931M. Đây là code thứ ba các bạn. TT. Ok, sau đó nhấn vào OK. Nhấn vào đổi để nhận quà. Chúng ta sẽ cùng đổi code thứ ba và các bạn tiến hành vào hòm thư. Code thứ ba này sẽ nhận được các quà sau. Thứ nhất đó là đá tẩy luyện, dùng để tẩy luyện trang bị, số lượng là 10. Thứ hai là phiếu lưu thông 50.000 vàng, dùng để nhận 50.000 vàng. Thì đây là các quà code thứ ba. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với code thứ tư. Gift code thứ tư như sau: TT410COB. Các bạn lưu ý là O và chữ O và chữ B bạn viết qua NW2. TT410COB NW2. Sau đó nhấn vào OK để nhận quà. Sau khi bạn nhấn vào OK và nhấn vào đổi để nhận quà, thì để đổi thành công là đổi thành công. Sau đó bạn nhấn vào hòm thư để nhận quà. Gift code thứ tư này sẽ nhận được các quà như sau. Thứ nhất là đá cường hóa, dùng để cường hóa trang bị, số lượng 10. Thứ hai là phiếu lưu thông 50.000 vàng, dùng để nhận 50.000 vàng. Thì đó là các quà code thứ tư. Ok, thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho bạn tổng cộng là có 4 gift code. Khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn. Bây giờ mình có để code trên màn hình. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập gift code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe hộ nhé. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.